Và trong clip tiếp theo buổi chiều ngày 10 tháng 8, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một cặp loa màng gỗ cực kỳ hay của hãng JVC. Đó chính là cặp loa có model EX-S5. Đây là một cặp loa bookshelf như tất cả chúng ta đang nhìn. Và nó còn nguyên thùng xốp. Chúng ta có thể nhìn. Đây là thùng xốp của cặp loa JVC EX-S5. Cặp loa này thì đã được rất là nhiều anh em review rất là kỹ về cặp loa EX-S5 này rồi. Giới thiệu rất là kỹ và giới thiệu rất là sâu đấy anh em ạ. Cặp loa này là một cặp loa được cấu tạo màng gỗ. Đây là căng của nó, tất cả còn nguyên bản hết anh em nhé. Gân của nó là gân cao su, màng của nó màng gỗ. Chất âm của nó cực kỳ hay đấy anh em ạ. Anh em nào mà có những cái bộ dàn nhỏ, chúng ta có thể ghép cặp loa này. Hoặc là có những chiếc âm đi công suất nhỏ, chúng ta có thể ghép cặp loa này. Cặp loa này thì nó phân ra làm trái và phải. Đây là bế phải. Và đây là bế trái. Và số series của nó là 13001B. 13001B. Đây là bế phải anh em nhé. Đấy, SPEX-S5. Trở kháng 4 ohm, công suất 25W. Mọi cái thì anh em đã review rất là kỹ về cặp loa này rồi, cho nên là Việt Vinh cũng không cần phải review ở đâu. Anh em có thể tham khảo thêm. Dịu dàng hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em gọi bao khát khao, mắt em vời vời đắm đắm trời cao. Rừng cây chút rời lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyên mãi không nguôi. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu sơ qua về cặp loa JVC màng gỗ EX-S5. Và cặp loa này như anh em đã nhìn rồi, đầy đủ thùng xốp. Và giá bán cặp loa này Việt Vinh bán với giá rất là tốt. Số điện thoại anh em cần liên hệ đó là số 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh lại xin chào tạm biệt tất cả anh em. Lặng lẽ.